Quý bạn đọc và quý thính giả thân mến, để giúp cho mọi người có thêm cơ hội tiếp cận với những cuốn sách hay và bổ ích, Alpha Books đã đồng hành với chương trình và gửi tặng một số sách nói. Chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin trân trọng giới thiệu và gửi đến các bạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Công thức tuyệt mật, chiến lược marketing sáng suốt và nghệ thuật bán hàng khéo léo khiến Coca-Cola trở thành sản phẩm nổi tiếng nhất thế giới. Tác giả Patrick Allen, nhà xuất bản Harper Paperback, năm xuất bản 1995. Sơ lược về tác giả. Patrick Allen là một cựu biên tập viên và nhà báo chuyên mục chính trị của tờ Atlanta Constitution, đồng thời ông cũng là người thuyết minh của đài CNN. Cuốn lịch sử phát triển công ty Coca-Cola, công thức tuyệt mật của ông đã được dịch sang 7 thứ tiếng. Cuốn Sự nổi dậy của Atlanta, một bản phân tích sức mạnh hình thành nên một Atlanta hiện đại của ông, đã được giảng dạy ở một vài trường đại học. Cuốn sách về sự công bằng cho những đội viên dân phòng ở Montana, một lối hành hình quy củ và tươm tất, đã được xuất bản thành ấn phẩm của trường đại học Oklahoma. Ông và vợ mình, bà Linda, đã sống giữa Atlanta, Bozeman và Montana. Ý tưởng chủ đạo. Câu chuyện của Coca-Cola là một điều đáng chú ý. Thứ nước uống được Confederate John Pemberton và Yankee Frank Robinson sáng chế ra lần đầu tiên vào năm 1886, hiện nay là một trong số những sản phẩm nổi trội nhất trên thị trường đồ uống nhẹ. Kết quả này có được sau hơn một thế kỷ gắn bó nghiêm túc với thương hiệu và cái gọi là công thức tuyệt mật, với một số ngoại lệ đáng chú ý. Sự quay vòng và đối mặt những mánh khóe chính trị, những nỗ lực quảng bá sáng suốt cùng với những vụ làm ăn kín đáo và phi pháp, bản thân Coca-Cola như tác giả Patrick Allen nhấn mạnh trong cuốn Công thức tuyệt mật, không chỉ đơn thuần là một thức uống nhẹ, đúng hơn, nó không chỉ là tổng thể của tất cả các bộ phận ngay từ những bước đi đầu tiên. Sự tưởng tượng về thức uống Coca-Cola luôn lớn hơn thực tế, đó chính là bí mật thành công của công ty. Những ngày đầu tiên, Coca-Cola được thành lập bởi cựu chiến binh Confederate, anh hùng thời chiến John Stitt Pemberton, các cựu chiến binh và Yankee Frank Mason Robinson ở Atlanta, Georgia vào cuối năm 1886. Pemberton được coi là cha đẻ của sản phẩm Coca-Cola, nhưng Robinson mới là cha đẻ của ý tưởng về Coca-Cola. Câu chuyện bắt đầu ở Atlanta. Ở miền Nam thời hậu chiến thiếu ăn và tuyệt vọng, có một thị trường về các loại thuốc và Pemberton muốn kinh doanh tại đây. Tuy nhiên vì không có vốn nên ông đã quyết định tìm kiếm cơ hội ở Atlanta. Pemberton bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1870 bằng việc thành lập những đại lý bán thuốc và làm đối tác với các nhà đầu tư, những người hỗ trợ tài chính cho các loại thuốc ông sáng chế và bán. Sau đó ông trở nên nổi tiếng đến nỗi ông đã quyết định chỉ tập trung tạo ra và bán những loại thuốc độc quyền. Loại Coca rượu Pháp của Pemberton thời điểm ấy là sản phẩm thành công nhất. Không ngạc nhiên là nó bao gồm cả cocaine, chất được sử dụng hợp pháp lúc bấy giờ. Để tăng sự hấp dẫn cho sản phẩm, ông đặt thêm vào thức uống này một loại dược phẩm phổ biến khi ấy, chiết xuất từ quả cây cola ở châu Phi. Sản phẩm của ông đã nhanh chóng nổi tiếng đến nỗi ông phải tìm kiếm đối tác mới giúp ông đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Robinson xuất hiện. Robinson đến Atlanta vào tháng 12 năm 1885 với hy vọng bắt đầu việc kinh doanh quảng cáo. Ông gặp Pemberton và ngay lập tức ủng hộ công việc của ông chủ hiệu thuốc. Pemberton chịu trách nhiệm về công thức và sản xuất sản phẩm, trong khi Robinson đảm nhiệm việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Do đó, công ty hóa chất Pemberton đã ra đời vào tháng 1 năm 1886. Robinson đã làm được rất nhiều chứ không chỉ chú trọng đến quảng cáo. Ông còn thuyết phục Pemberton thử nghiệm một loại sản phẩm mới. Pemberton và Robinson đã sáng chế ra một loại thức uống nhẹ với thành phần chính được chiết xuất từ hạt cola. Họ muốn tạo ra một loại thức uống có thể cạnh tranh với cà phê và trà bởi thành phần chính của hạt cola là caffeine. Tuy vậy, không may rằng chiết xuất của hạt cola không có vị ngon. Ngay sau đó, vị của nó đã bị thay đổi bằng caffeine tổng hợp. Pemberton đã pha caffeine tổng hợp với đường, caramel, chiết xuất lá cola, nước cây đạm, axit nitric và axit phosphoric.
Sau đó hỗn hợp được đem trộn với nước khoáng, sản phẩm nước uống Coca-Cola đầu tiên đã được tạo ra. Robinson lập công. Nhưng điều không may mắn đã xảy ra. Ngay sau đó, Pemberton bị ốm và công việc kinh doanh trở nên khó khăn. Mặc dù vậy, Robinson vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào sản phẩm. Ông quyết định quảng cáo sản phẩm tốt hơn. Ông đã lấy gốc là tên lá cola và quả cola, thành phần của nó, để đặt tên cho sản phẩm. Để tạo nên tính đồng đều, ông đã thay chữ K bằng chữ C, đặt giữa một dấu gạch ngang và tạo nên thương hiệu nổi tiếng ngày nay là Coca-Cola. Được viết bằng chữ viết thường, việc kinh doanh bắt đầu nở rộ. Tuy nhiên, Pemberton đang cần tiền nên đã tự đăng ký cho sản phẩm cái tên khác để giao bán là Coca-Cola Zero và tinh chất, loại tên của Robinson sang một bên. Điều này khiến Robinson vô cùng tức giận và tự tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Khi được doanh nhân tài ba Asa Candler biết đến, Robinson đã giới thiệu Coca-Cola hết lần này đến lần khác, nhưng Candler không mấy quan tâm cho đến khi ông tự mình nếm sản phẩm này. Candler bắt đầu tin tưởng vào sản phẩm sau khi nó trị được chứng khó tiêu của ông. Ông đã mua bản quyền Coca-Cola từ tay Pemberton và hợp tác với Robinson. Robinson và Candler bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Sau cái chết của Pemberton, Robinson và Candler quyết định thay đổi công thức nước uống. Họ thêm glycerin để cải tiến sản phẩm. Thành phần Coca và Cola được giảm để cắt giảm chi phí xuống mức thấp nhất và xoa dịu sự phản ứng dữ dội của dư luận đối với chất cocaine. Ngoài ra, họ cũng áp dụng ý tưởng tặng hàng mẫu miễn phí như một hình thức quảng bá sản phẩm. Chiến dịch quảng cáo rầm rộ của họ đã thành công rực rỡ, đến nỗi người dân toàn miền Nam trước đó chỉ quen với thức uống soda, nay chuyển sang Coca. Sau đó có được những thành công bước đầu, Candler bắt đầu có ý tưởng mở rộng việc sản xuất lên phía Bắc. Tuy nhiên, thành công nhanh chóng của Coca-Cola cũng vấp phải không ít khó khăn. Người ta bắt đầu đồn đại rằng thức uống này vẫn chứa cocaine và đây là lý do chính khiến hãng này thành công đến thế. Mặc cho những lời chỉ trích khắp nơi ngày càng tăng, Robinson và Candler không loại bỏ hoàn toàn Coca trong thành phần nước uống. Họ muốn khẳng định thương hiệu của họ và bảo vệ quyền lợi cho thương hiệu đó. Cuối cùng, Robinson và Candler cũng tìm ra được một quá trình sản xuất thấu đáo, loại bỏ được mọi dấu vết của cocaine ra khỏi sản phẩm. Tuy nhiên, Candler không bao giờ tiết lộ công thức bí mật của Coca-Cola. Một chút thông tin về những chiếc vỏ chai Coca-Cola. Coca-Cola bắt đầu được đóng chai vào năm 1891. Lúc đầu, Candler không tán thành việc đóng chai thức uống này, nhưng hai thương nhân đã mang đến ý tưởng này cho ông và thuyết phục được ông làm điều đó. Kết quả là Candler đã cho họ toàn quyền quyết định quá trình đóng chai của sản phẩm. Tuy nhiên, một hợp đồng lỏng lẻo đã khiến công ty gặp rất nhiều vấn đề trong vài thập kỷ. Thậm chí một phần trong quá trình đóng chai đã phải nhượng các công ty khác thầu lại. Điều đó tạo nên những chai Coca khác nhau về kích cỡ, hình dáng và chất lượng. Phải đến năm 1916 thì một loại duy nhất chuẩn mực theo phong cách vỏ quả đậu cacao mới trở thành chai Coca-Cola chính thức. Candler gặp rắc rối với luật pháp và một số lực lượng trong xã hội. Candler đã phản đối kịch liệt khi chính phủ vì muốn tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư vào cuộc chiến với Tây Ban Nha đã đánh thuế công ty. Ông tức giận trả khoản thuế đó cho chính phủ và sau đó kiện ra tòa để có thể lấy lại không sót một xu nào cùng với lợi tức. Chính phủ đáp trả lại ông bằng cách nói rằng Coca-Cola là một dạng sản xuất thuốc, vì thế không thể tránh khỏi việc bị đánh thuế. Hơn nữa, nó còn chứa thuốc phiện và cocaine. Tuy nhiên, cuộc kiểm định chính thức chỉ phát hiện ra dấu vết của cocaine mà thôi. Một sự cải tiến mới đã khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Luật cấm sử dụng cồn đã khiến nhiều người dân da đen nghèo ở miền Nam trở nên nghiện cocaine. Những tờ báo thích đăng chuyện giật gân đã lợi dụng điểm này, viết ra một loạt những câu chuyện xung quanh chủ đề này và rất nhiều trong số đó kịch liệt chống lại Coca-Cola, khiến cho tình thế càng trở nên tồi tệ. Hơn thế, còn có cả những rắc rối về sắc tộc chống lại cola. Chính vì vậy, một cuộc kêu gọi yêu cầu ngừng bán sản phẩm Coca-Cola đã được đưa ra. Candler buộc phải yêu cầu các cơ sở sản xuất Coca-Cola cho lời khuyên để loại bỏ hoàn toàn chất cocaine. Tuy nhiên, một loạt các nhà hoạt động xã hội chống lại Coca-Cola, từ một nhà hóa học có tên Dr. Harvey Worley, đến những người theo chủ nghĩa dân túy,
và những người truyền giáo tiếp tục đến quấy nhiễu công ty. Sau đó, nhà lãnh đạo chính phủ là Whaley buộc phải phạt công ty với tội danh dối trá vì tên của Coca-Cola tuyên bố có sử dụng thành phần Coca và Cola, trong khi bản thân công ty lại nói là không dùng hai chất này. Nhưng theo ông, sản phẩm này vẫn có chứa cocaine. Tuy nhiên, chính phủ không làm rõ vụ này và thẩm phán xử án nghiêng về phía công ty. Song người ta vẫn hiểu rằng công ty mới chỉ thoát ra khỏi vấn đề kỹ thuật và Whaley còn có quyền tiếp tục cuộc chiến của ông ta vào một ngày gần nhất. Công ty tiếp tục hoạt động và kiếm lợi nhuận, tuy nhiên lại có một loạt các sự kiện gia đình xảy ra. Con trai của ông và cũng là người thừa kế Howard không có khả năng thích hợp với các vấn đề xã hội. Trong khi đó, cháu trai của Howard, Sam Dobbs, luôn tự chứng minh bản thân thông minh và nhanh nhẹn hơn bất kỳ đứa con nào của Howard. Dobbs còn chứng minh anh ta xứng đáng vị trí đó hơn rất nhiều lần chú mình, đặc biệt khi anh chịu trách nhiệm về mảng quảng cáo. Chính Dobbs đã hợp tác với William Dacry, người áp dụng những kỹ thuật quảng cáo với những bức tranh đầy thu hút của những cô gái đẹp đang uống Coca-Cola. Mặc dù quảng cáo có phần hiện đại hơn so với thời đó, nhưng nó đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời đối với công việc kinh doanh. Tuy nhiên, vì Kendler muốn dành ưu ái hơn cho con trai mình, nên Dobbs không thể trở thành điểm chú ý của ông. Vấn đề trở nên xấu đi khi có tin vụ án do Whaley đệ trình đã được lặng lẽ đưa lên tòa án tối cao và tòa án này đã cho phép chính phủ được quyền xét xử lại. Coca-Cola bước vào cuộc chiến. Tất cả những vướng mắc đã bị xếp sang một bên trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Khi chiến tranh nổ ra, lo ngại chính của công ty là làm thế nào để có thể trụ vững. Thực tế, công ty đã phải gần như đầu hàng vì chi phí cho đường và sau đó là một khoản thuế đặc biệt về việc bán siro. Rất may là nhu cầu về Coca-Cola của người dân không giảm sút nên công ty vẫn bươn trải để đứng vững được. Nhưng một thử nghiệm mới với nước siro không chứa caramel và có màu giống rơm đã không có được ủng hộ của khách hàng. Bài học cho công ty tại thời điểm đó chính là tầm quan trọng của việc có những hoạt động khéo léo với nghị viện khi việc tố tụng gặp bất lợi, đồng thời gắn sản phẩm với lợi ích của quốc gia, tất cả sẽ mang đến lợi nhuận lớn cho tương lai. Sau chiến tranh, quang cảnh trở thành màu hồng đối với công ty, nhưng không ai biết rằng mọi thứ lại chuẩn bị bước vào thời kỳ sóng gió mới. Công ty thay người lãnh đạo. Nhìn bề ngoài, công ty chưa từng khởi sắc đến thế, nhưng thực chất mọi thứ đang ẩn chứa những điểm bất chắc. Kendler nhận thấy vấn đề của gia đình mình ngày càng khó sắp xếp. Vào Giáng sinh năm 1917, Asa Kendler chia số cổ phiếu của ông cho vợ và con cái. Ông chỉ giữ lại 7 cổ phiếu cho bản thân. Một lần nữa, Sam Dobbs chỉ được hưởng một chút của sót lại. Và lần này, anh ta quyết định giành giật quyền lợi. Dưới chiêu bài kiểm tra sổ sách của công ty, Dobbs là người quyết định tình trạng tài chính thực sự của công ty và anh ta đã bán cho người mà Kendler ghét có tên Ernest Woodruff, một người đàn ông chỉ có chút ít danh tiếng. Dobbs và Woodruff đã thuyết phục những người con của Kendler trao quyền điều hành công ty cho Woodruff. Woodruff đã mua họ và hợp tác với những nhà đầu tư mới trong một loạt các thương vụ có lợi cho công ty. Điều này khiến Howard Kendler trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty Coca-Cola. Tuy nhiên đó chỉ là một hội đồng bù nhìn, còn quyền lực thực sự nằm trong tay Woodruff và Sam Dobbs, chủ tịch mới. Vấn đề là vào thời điểm đó, công ty Coca-Cola đang trên bờ vực phá sản. Hoạt động sản xuất của công ty hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu đường và công ty bị thiệt hại rất nhiều khi sự kiểm soát giá đường thế giới bị dỡ bỏ. Giá đường liên tục tăng và công ty bắt buộc phải dùng thu nhập để đối phó tình hình. Những nỗ lực của Woodruff nhằm thuyết phục các công ty đóng chai độc lập hạ giá siro trở nên vô nghĩa khi ông ta vấp phải sự phản đối kịch liệt và phải ra tòa hầu kiện. Tình thế trở nên xấu đi khi công ty khăng khăng giữ một kho đường mua với giá cắt cổ trong 60 ngày và sau đó giá đường giảm mạnh chỉ sau một đêm. Công ty lại chao đảo thêm một lần nữa. Tình hình cũng không khả quan hơn, ít nhất là trước sự từ chức đột ngột của Sam Dobbs do Woodruff ép buộc. Woodruff đã thay thế Dobbs bằng Howard Kendler, dù ông không tin tưởng người này. Và thế là công ty ngày càng gần đến bờ vực phá sản. Rất may, công ty đã được hoãn thi hành án khi tòa án tối cao Hoa Kỳ xét xử nhẹ tay thành án treo. Khi những vụ kiện của các công ty đóng chai đã lắng xuống, mọi thứ với công ty trở nên tốt đẹp hơn. Chiếc gậy chỉ huy lại được chuyển nhượng. Sau bao sóng gió,
mọi người lại hăm hở quay trở lại với công việc. Daxi lại sáng tạo ra những quảng cáo có tính đột phá hơn nhiều lần. Duyên dáng xuất hiện trên các bảng quảng cáo và tạp chí. Việc kinh doanh phát triển rầm rộ dưới sự chỉ đạo của Woodruff. Tuy nhiên, trong một vài năm ngắn ngủi, con trai ông Robert Bob Woodruff đã được đề bạt để kế nhiệm ông. Hai bố con Bob và Ernest Woodruff rất hay xung đột. Cậu em của Bob là người có cá tính tự lập nên thường xuyên mâu thuẫn với người bố độc đoán. Còn Bob là một kẻ tiêu tiền phung phí và là một sinh viên kém cỏi. Anh ta không theo nổi trường đại học và phải làm đầy tớ ở một xưởng đúc, mang đến cho gia đình một nỗi thất vọng ê chề. Tuy nhiên, anh ta lại kết hôn được với Nell Hodgson, một cô gái có gia cảnh khá và được bố mẹ anh chấp thuận. Chuyển việc làm từ xưởng đúc sang ngành công nghiệp ô tô, Robert leo dần lên nấc thang nghề nghiệp và tạo danh tiếng cho chính mình. Sau đó, cha anh dần từng bước chuyển anh về Atlanta. Ernest Woodruff cần một vị trí thay thế cho Howard Kendler. Để chứng minh với cha là mình làm được, Bob đã chấp nhận vị trí đó. Bob Woodruff vào cuộc. Bob Woodruff dần trở thành người đứng đầu cao nhất trong công ty. Ông đã lãnh đạo công ty Coca-Cola trong suốt 60 năm sau đó, biến thương hiệu trở thành một biểu tượng quen thuộc trên thế giới và được cho là một trong số những doanh nhân thành công nhất cùng thời. Dưới đây là một vài những thay đổi Bob Woodruff đã tiến hành. Ông quyết định chính sách không bao giờ thay đổi công thức chế tạo Coca-Cola. Ông quan tâm đặc biệt đến việc tạo ra tinh hoa thần bí cho sản phẩm. Đây cũng là mong muốn của Asa Candler. Ông đã thành công bằng cách hướng sự quan tâm của công chúng vào công thức bí mật của Coca-Cola. Ông tập trung vào quảng cáo và coi đây là chìa khóa để thành công trên thị trường. Ông đã quyết định không làm việc với Bill Daxi và thuê một người mới thay chân có tên là Archie Lee. Lee đã đề xướng một trong những chiến dịch quảng cáo hình ảnh thương hiệu lớn nhất và đã mang đến cho Coca-Cola một sức cuốn hút vượt xa so với tính tiện dụng của bản thân sản phẩm. Ông bắt đầu yêu cầu công ty phải nghiên cứu việc mở rộng thị trường ra các quốc gia khác. Cuối cùng, ông cũng thành lập được một cơ sở ở nước ngoài vào năm 1926. Hầu hết các thị trường công ty thâm nhập đầu tiên đều rất khó tính vì những lý do khác nhau, nhưng đồ uống vẫn có thể tìm được một chỗ đứng ở Cuba và Nhật Bản. Thị trường Pháp thì thất bại hoàn toàn vì người Pháp thường ghét hàng nước ngoài. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ cũng thay đổi thái độ. Pepsi. Câu chuyện về Coca-Cola sẽ không hoàn thiện nếu thiếu một phần nhỏ nói về đối thủ cạnh tranh ghê gớm nhất của nó. Pepsi là tên một loại đồ uống nhẹ của một công ty đã phá sản vào năm 1923. Charlie Scott, một thợ làm bánh kẹo, đã quảng cáo thức uống từ sô-cô-la có tên Mavis, nhanh chóng để ý đến sản phẩm này. Tên của Pepsi đã được chuyển đổi từ pepsin, một loại enzyme tiêu hóa mà công thức ban đầu của nước uống có chứa. Good nổi tiếng là một doanh nhân lão luyện và một người tiêu dùng khó chiều. Chiến lược ứng dụng của ông là thứ có thể giúp nhãn hiệu đến với đông đảo người tiêu dùng. Trong suốt cuộc đại suy thoái, Pepsi được đóng vào chai to gấp đôi Coca-Cola với giá ngang bằng. Điều này đã khiến Coca-Cola nổi giận. Nhưng đây chưa là gì so với những việc xảy ra tiếp theo. Pepsi Cola bắt đầu kinh doanh tại Canada. Sự mở rộng này cũng đi kèm với sự kiện Hawkins. Một trong số những người đứng đầu công ty Coca-Cola ở châu Âu bỏ sang Pepsi Cola làm việc. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến. Sau khi bị thua kiện bởi công ty Love Inc., Wolf đã bị thay thế bởi Walter Mark, một thương nhân lễ độ, kinh nghiệm và là cổ đông chính của công ty Love Inc. Mark đã thể hiện mình là một lãnh đạo sành sỏi, tài năng hơn Wolf. Ông đã đổ tiền mặt vào việc quảng bá thương hiệu Pepsi và các dự án liều lĩnh khác như trao học bổng đại học hay khuyến mãi máy radio. Chỉ trong 7 năm, Pepsi đã giành vị trí số 10 trên thị trường nước uống nhẹ ở Mỹ. Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ 2, công ty Coca-Cola thậm chí đã gặp nhiều thách thức hơn trước. Thị trường xuất khẩu duy nhất có thể mang đến thành công lớn cho công ty là Đức, nhưng kinh doanh ở đây thì cực kỳ nguy hiểm. Marquez là người đã tung ra sản phẩm Fanta đã vấp phải rất nhiều khó khăn vì hạn chế về nhập khẩu. Những cản trở một lần nữa lại hiện ra trên con đường kinh doanh và đường lại trở thành mục tiêu. Vấn đề trở nên xấu đi. Công ty đã phải đóng lại những trang thành công trong cuốn lịch sử hoạt động của mình, nhu cầu về đường tăng mạnh. Vấn đề rắc rối cũ lại làm đau đầu các nhà lãnh đạo khi công ty phải chứng minh được rằng sản phẩm của nó có lợi cho trẻ nhỏ và các bác sĩ đều khuyên dùng nó.
vì bất kỳ chai Coca-Cola nào bán cho quân đội cũng được miễn thuế nhập đường, nên giải pháp ở đây đã trở nên rõ ràng. Nhằm bù vào thiệt hại do những thách thức nêu trên, công ty đã phải nỗ lực chứng minh rằng Coca-Cola đóng vai trò thiết yếu trong chiến tranh. Công ty bắt đầu bán nước uống cho tất cả các kho quân sự, đặc biệt là các trại lính đang thiếu nước uống. Thêm vào đó, họ cũng cung cấp Coca-Cola cho những người phục vụ trên chiến trường. Nhu cầu nước uống vẫn ở đó và những người phục vụ vẫn gọi tên Coca-Cola. Vì thế, vấn đề là công ty phải xây dựng thêm những trạm đóng chai và tìm cách giữ an toàn cho chúng. Các cán bộ kỹ thuật của công ty đã phải lặn lội để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước uống đến những người ở xa đang có nhu cầu lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, rất may rằng Market, người đã kinh doanh thành công tại Đức, nay lại đứng về phía ông chủ Mỹ trước đây của anh ta. Anh ta đã để lại các nhà máy cho Coca-Cola. Điều này đã khiến con số các nhà máy Coca-Cola hoạt động ở nước ngoài lên đến 63. Công chúng cũng như chính phủ đều hoàn toàn đứng về phía Coca-Cola, thế nên Pepsi trở nên nét vế. Coca-Cola đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc trong cuộc sống của người Mỹ. Công ty đã khéo léo vượt qua những tình thế dù là nguy hiểm nhất trên chặng đường lịch sử và ngày càng phát triển hơn trước. Những năm thời hiện đại, Coca-Cola đã xuất sắc vượt qua những năm đầy biến động gắn liền với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mà không hứng chịu quá nhiều thiệt hại. Với người thủ lĩnh tài ba Bob Woodruff, công ty có đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió. Bob Woodruff là người có quan điểm ôn hòa về sắc tộc. Thời gian sau chiến tranh, công ty ông đứng đầu cũng phản ánh thái độ tương tự. Thái độ đó là điều kiện tiên quyết cho việc kinh doanh ở những nơi như châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Thành công của Coca-Cola đến thời điểm này là do công ty đã xác định rõ đặc điểm của sản phẩm phù hợp với tất cả người Mỹ. Nếu công ty muốn mở rộng thị trường, nó cần phải trải qua những thay đổi đáng kể. Những năm sau chiến tranh đã chứng kiến sự ra đời của một loạt các sản phẩm nhằm giữ sự ổn định của công ty. Vào những năm 60, Fanta xuất hiện và được Market giao bán trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hương vị ban đầu của nó đã được cải tiến bằng một dây chuyền bổ sung hoàn hảo những hương vị quen thuộc. Sau đó ít lâu là sự có mặt của Sprite. Công ty cũng bắt đầu bán Coca bằng hộp thay vì bằng chai như trước. Vào năm 1962, một cuộc điều tra ý kiến quần chúng cho thấy 28% người dân Mỹ coi trọng cân nặng của mình. Công ty đã thử nghiệm với đồ uống cho ăn kiêng và Tab là một trong số những sản phẩm được tung ra thị trường. Việc mua lại tập đoàn Minute Maid đã thêm nước cam vào danh sách sản phẩm của công ty. Bob Woodruff và Austin. Mặc dù có công đầu trong những thành công của công ty, nhưng Woodruff đã ngày càng có tuổi và ông sớm bị cắt giảm trách nhiệm trong việc gánh vác công ty. Ông chỉ còn làm chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 1954, mặc dù vẫn ở ban giám đốc. Ông phải đối mặt với một người mới được quyết định thay thế ông quản lý công ty theo cách của ông ta. Đó là Paul Austin, người trong danh sách loại trừ dần khỏi công ty của Woodruff. Ông ta đã cố gắng chiếm lấy vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty. Bob Woodruff và Paul Austin bất đồng trong nhiều vấn đề, nhưng hầu như ban lãnh đạo đồng ý theo quyết định của Woodruff. Mặc dù tuổi ngày càng cao, nhưng ông vẫn là người đóng vai trò chủ chốt. Trong nhiều năm, Austin khăng khăng đòi đa dạng hóa khả năng của công ty bằng cách đầu tư vào các ngành kinh doanh khác ngoài nước uống, ví dụ như trại nuôi tôm và cà phê với nhãn hiệu riêng. Woodruff đã phản đối kịch liệt ý tưởng này. Bệnh tật và tuổi già khiến cho cả Woodruff và Austin đều giảm sút phong độ. Tuy nhiên, Woodruff vẫn là người thắng thế. Vào năm 1979, Austin đề xuất việc thêm vị trí phó giám đốc để làm việc trực tiếp và giúp đỡ ông, một trong những người sẽ kế tiếp vị trí của ông. Ban quản trị đã đồng ý. Mọi nơi người ta đều tranh nhau dự đoán ai trong số 6 người sẽ vượt qua Austin. Cái tên cuối cùng trong danh sách đó là Roberto Coizueta, một cựu kỹ sư ngành hóa học người Cuba đã làm việc chăm chỉ và thăng tiến trong công ty. Roberto giành chiến thắng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Coizueta tỏa sáng. Thời điểm Coizueta lên cầm quyền công ty Coca-Cola International giải tán, điều này khiến ông và cha mình nắm được quyền kiểm soát và là cơ hội giúp Coizueta củng cố quyền lực. Coizueta đã áp dụng một số thay đổi như là ông mua quyền kiểm soát công ty đóng chai Coca-Cola ở New York và bán nó cho những người sở hữu khác thân thiện hơn.
Ông ra lệnh cho giải tán tất cả các hạng mục đầu tư không liên quan đến nước uống của Austin, bởi chúng làm chệch hướng các nguồn lực của công ty khỏi công việc chính và không mang lại lợi nhuận. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã thay loại nước uống dùng cho ăn kiêng Tap thành Diet Coke. Một thay đổi đáng kể vì chưa ai trước đó dám thay đổi cái tên đã trở nên thiêng liêng Coke hay Coca-Cola. Đây là một thành công lập tức và chói sáng. Công ty cũng mua một xưởng phim có tên Columbia Pictures và cố gắng đa dạng hóa dịch vụ và tăng lợi nhuận. Trong suốt năm đầu tiên, công ty đã kiếm được trên 90 triệu đô la từ xưởng phim này. Công ty cũng ra mắt sản phẩm New Coke, Coca-Cola mới, phiên bản lặp lại của Coke trong tình thế thị phần trên thị trường Coca-Cola giảm trong nhiều thập kỷ. Từ lâu trước khi nếm thử sản phẩm, rất nhiều người Mỹ đã quyết định là họ không thích sản phẩm này. Nó gặp thất bại ngay từ những bước đầu. Công ty cố gắng cứu nguy sau đó bằng cách giới thiệu lại sản phẩm với cái tên Classic Coke, Coca-Cola cổ điển. Và đáng ngạc nhiên là sản phẩm này sau đó trở nên rất thành công, thậm chí vượt qua cả Old Coke, Coca-Cola cũ. Người ta tin rằng Coy Zueta đã mang đến nhiều lợi nhuận cho các cổ đông công ty hơn bất kỳ vị tổng giám đốc nào từ trước tới giờ. Dòng cuối xin được nói rằng Coca-Cola có một vị trí đặc biệt trong lịch sử và được coi như Mỹ nhất ở Mỹ. Nó không là gì ngoài một thức uống có đường được thêm bớt một vài phụ gia, mà vì nó được xây dựng thành một thương hiệu nên nó mãi mãi là một thứ không chỉ bao gồm những bộ phận tạo nên nó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.